Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng mình trải nghiệm một ngày tại Thái Lan để tìm hiểu về cách đi BTS, một phương tiện di chuyển phổ biến tại Thái Lan, và đi ăn ở trung tâm thương mại nổi tiếng mang tên là Terminal 21 nhé. Ở Bangkok có 3 loại tàu điện, bao gồm BTS, tàu chạy trên cao, MRT, tàu điện ngầm, và Airport Rail Link, tàu điện chạy tuyến sân bay đến trung tâm. Tàu điện BTS là viết tắt của cụm từ Bangkok Skytrain. Đây là hệ thống đường sắt đô thị trên cao phục vụ cho Bangkok và được coi là hệ thống giao thông công cộng quốc gia, được đi vào hoạt động từ những năm 1999. Hiện tại ở Bangkok, tàu điện BTS có 2 tuyến chính cùng với rất nhiều trạm dừng. Tàu điện BTS còn gọi là tàu điện trên cao, nó chạy song song với các trục đường chính ở Bangkok. Từ trên tàu, bạn có thể nhìn toàn cảnh đường phố Bangkok bên dưới. Hệ thống BTS của Bangkok gần như bao phủ toàn thành phố. Bạn có thể kết hợp di chuyển với tàu điện ngầm MRT để có thể linh động đi tới những nơi bạn cần đến. Và bây giờ thì đến phần mình yêu thích nhất, đó là đi ăn. Như chúng mình nói thì chúng mình ăn ở Terminal 21 nhé. Điểm ấn tượng của mình với Terminal 21 Bangkok đó chính là mỗi tầng của trung tâm thương mại này được trang trí theo đặc trưng riêng của từng quốc gia. Khi đến với Terminal 21, du khách như có cảm giác lạc giữa vòng quanh thế giới vậy. Terminal 21 Bangkok có địa chỉ ở đường Sukhumvit giữa soi 19 và 21. Thời gian mở cửa hoạt động từ 10 giờ sáng đến 22 giờ tối. Cách đi tới Terminal 21 Bangkok, bạn có thể đi bằng MRT tới Sukhumvit hoặc BTS tới Asok và đi thẳng qua Skywalk là tới được trung tâm thương mại nổi tiếng này. Khu ẩm thực tọa lạc ở tầng 4 và tầng 5 được gọi là San Francisco. Tại đây có hơn 50 cửa hàng và quán cà phê. Khi ăn ở đây các bạn sẽ được phát một tấm thẻ. Bạn có thể nạp tiền vào. Sau khi ăn uống xong thì bạn sẽ được trả lại tiền nhé. Sử dụng thẻ như thế này siêu tiện luôn. Các đầu bếp chỉ cần quẹt thẻ và đưa món ăn cho bạn thôi. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiện lợi. Và đây chính là một thiên đường ẩm thực với vô vàn những món ăn ngon từ dim sum sủi cảo đến hải sản nướng theo phong cách thức ăn nhanh, cơm cả Hải Nam cho đến bát Thái ngon tuyệt vời. Mì gà quay và cả đồ ăn chay nữa, vân vân. Những đặc sản của nhiều quốc gia, với các khu ăn uống đồ ngọt, đồ mặn đều đủ cả. Đây cũng là nơi các bạn sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng như xôi xoài, kem xoài và các thể loại thức ăn làm từ xoài, vì Thái Lan nổi tiếng là xoài mà. Bên cạnh đó là các món Thái nổi tiếng như bát Thái, phở Thái, vân vân.
Khu vực ăn uống được bố trí bên trong một không gian bao gồm nhiều gian hàng bán đồ ăn và có một khu không gian chung bên cạnh, kê nhiều bàn ghế để sau khi mua đồ ăn xong, bạn có thể lựa chọn vị trí ngồi yêu thích và thưởng thức món ăn. Không gian ở đây rộng rãi và rất sạch sẽ. Bắt đầu mình bị choáng ngợp vì không biết lựa chọn món nào, vì có quá nhiều món ăn đi. Các bạn nên đi vòng quanh một vòng rồi chọn món ăn mình thích nhé. Các món ăn giá rất rẻ, một người trung bình chỉ tốn khoảng 100 bạt là 65.000 đồng cho một bữa trưa bao gồm các đồ ăn, tráng miệng và nước uống. Giá trung bình cho một món ăn khoảng 30 bạt, tương đương với khoảng 20.000 đồng thôi. Và đây là suất ăn của chúng mình, gồm cơm trứng rán, canh gà và nước vải. Đây là món cơm thịt băm và món phở. Món ăn cũng khá ngon, nêm nếm vừa phải và nước vải thì mát lạnh luôn. Không phải là quá xuất sắc nhưng cũng đủ để mang đến cho bạn một trải nghiệm bữa trưa no nê. Sau đó chúng mình lên tầng 5 để xem có gì thú vị không. Một đặc điểm nữa ở Thái Lan mà mình hơi sợ đó là thang cuốn đi rất nhanh, kiểu lao đi vun vút luôn. Bước lên cái là thấy loạng choạng, nhưng mà đi nhiều thì vẫn sẽ cảm thấy không quen thôi. Đây là nét đẹp truyền hình này. Sẽ có những chiếc máy tính như thế này đặt xung quanh lớp cửa kính ở lan can cầu thang. Bạn có thể chơi game cùng người yêu và bạn bè. Còn lại xung quanh là các cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, công nghệ. Vậy là kết thúc video khám phá ngày hôm nay rồi. Hy vọng đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích và những trải nghiệm thú vị. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.